Xin chào mọi người, video này là nội dung hoạt hình thế giới hoàn mỹ. Nếu thấy video bổ ích, hãy bấm like ủng hộ mình nhé. Mở đầu phim là một khung cảnh hùng vĩ của Vũ Vương phủ. Người thiếu niên này là Thạch Tử Lăng. Nhìn bộ dáng liền có thể nhận ra anh ta đang rất tức giận. Cùng với thế tử của mình, cả hai lấy ít địch nhiều đánh thẳng vào Vũ Vương phủ. Dựa vào lời nói ta biết được, đứa con trên tay anh từ khi sinh ra đã đạt được cơ duyên hiếm có, nhưng hiện tại lại bị người nhà hãm hại. Điều này thật đáng hận mà, không thể tha thứ cho những kẻ làm hại con mình như vậy được. Hai vợ chồng lập tức tới đòi công đạo. Sau một hồi giằng co quyết liệt, đôi bên chưa phân rõ thắng bại thì bộ phim đã chuyển cảnh tới vài năm sau. Nơi này là Thạch Thôn, một nơi có vẻ khá khô khan, hoang tàn. Cô thanh niên có mái tóc búi hai bên này chính là nam chính trong bộ phim. Cùng với các thiếu niên trong làng, cả đám miệt mài luyện công dưới sự hướng dẫn của Thạch Vân Dịch, tộc trưởng của Thạch Thôn. Tuy Thạch Hạo tuổi nhỏ nhất trong đám trẻ này, nhưng mà tư chất lại không tồi, kỹ năng cơ bản rất tốt, cũng là người chăm chỉ nhất. Đám thợ săn này là các trường bối trong Thạch Thôn, phụ trách săn bắt yêu thú đem về làm lương thực. Ngày hôm nay họ quyết định sẽ làm thịt một con song đầu hỏa tề. Dưới sự vây công của nhiều người, con quái vật bị rơi vào yếu thế. Đúng lúc thịt sắp vào tay thì một con thanh lân ưng xuất hiện cắt ngang. Cũng may núi lửa bỗng dưng phun trào khiến thanh lân ưng hoảng sợ bỏ chạy. Đến chiều đội đi săn cũng đã quay trở về, lần này thu hoạch vô cùng phong phú. Thịt con yêu thú này có thể cho cả làng ăn nửa tháng rồi. Trong lúc mọi người đều vui mừng vì trở về với gia đình, thì Thạch Hạo lại cảm thấy tủi thân. Chẳng biết từ lúc nào, mẫu thân phụ thân của cậu đã rời đi không còn quay trở lại nữa. Thấy vậy tộc trưởng liền đi tới an ủi. Gốc cây này được gọi là Liễu Thần, tế linh của Thạch Thôn. Dưới sự dẫn dắt của lão tộc trưởng, trai trẻ gái trai của Thạch Thôn cùng nhau cầu khấn, mong Liễu Thần phù hộ dân làng. Đây là một quá trình cúng tế hết sức trang nghiêm, cũng là một thứ tập quán, mỗi lần săn bắn trở về đều phải tiến hành. Trên một mảnh đất trống trong thôn đã bày một cái đình lớn. Đám thiếu niên mặt mày sợ sệt chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, chỉ là cả đám lại bị người lớn giữ lại không thể chạy thoát. Lần lượt từng người bị ném vào bên trong đình để tẩy rửa gần cốt. Trong thuốc tắm có bỏ vào thuốc bổ quý hiếm, phối hợp thêm chân nguyên của song đầu hoạt tề. Sau khi tắm xong, gần cốt sẽ được tẩy rửa và có thể sánh ngang cự thú. Chỉ là quá trình tẩy rửa này lại không dễ chịu chút nào. Rất nhanh, tộc trưởng liền sử dụng ra phủ văn. Nước trong đỉnh tiếp xúc phủ văn khiến nó càng lúc càng nóng. Đám trẻ không chịu được vội vàng nhảy ra bên ngoài. Duy nhất chỉ có Thạch Hạo vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thôi. Lúc này, từ dưới nước thuốc hiện ra thứ gì đó. Đây chính là chân nguyên của song đầu hòa tề. Chỉ cần đánh vỡ nó liền có thể hấp thụ. Quá trình hấp thụ này vô cùng đau đớn, vậy nhưng hiệu quả lại không ngờ. Sức mạnh thân thể của Thạch Hạo giờ đây sánh ngang với con non của thái cổ hùng thú. Có thể nâng vật nặng cả ngàn cân, điều này khiến bất cứ ai cũng ngạc nhiên. Không thể cứ như vậy bị Thạch Hạo vượt mặt được, Bì Hầu cùng đám huynh đệ của mình lặng lẽ đi tới chỗ của thanh lân ưng tìm trứng. Họ nghĩ rằng chỉ cần ăn được trứng của nó, sức mạnh nhất định sẽ vượt qua Thạch Hạo. Thạch Hạo nghe tin liền tức tốc chạy tới. Lúc này, thanh lân ưng cũng phát hiện ra có kẻ trộm nên vội vàng quay về, thế là bọn trẻ lập tức rơi vào nguy hiểm. Nếu cứ như thế này, chẳng mấy chốc cả đám sẽ phải đi chầu với Diêm Vương. Lúc nguy cấp, Thạch Hạo nhanh trí mang theo trứng nhằm dụ dỗ thanh lân ưng đuổi theo. Sau một hồi co quay, cả đám cũng trốn được vào trong một hang động. Cộng thêm sự xuất hiện kịp thời của tộc trưởng cùng đội thợ săn, họ thành công chạy được về làng. Tuy nhiên, thanh lân ưng vẫn đuổi theo không bỏ. Ngay khi sắp vào được bên trong thì Liễu Thần bất ngờ có động tĩnh. Chỉ với một chiêu tung ra đã có thể dễ dàng đánh bay thanh lân ưng. Có Liễu Thần che chở, bọn họ không còn đáng ngại nữa. Mọi thứ vừa mới qua đi thì trứng chim đã nở, nhưng chim nhỏ vừa mới phá vỏ đã ngay lập tức về chờ với ông bà. Thanh lân ưng dường như đã nhìn thấy điều này, nó tức giận, thề không đội trời chung với Thạch Thôn. Tưởng rằng lần này tai họa ngập đầu rồi, ai ngờ Liễu Thần lại xuất thủ một lần nữa mang chú chim nhỏ sống lại. Liễu Thần không chỉ cứu được tiểu thanh lân ưng, hơn nữa còn làm cho nó xuất hiện hiện tượng thức tỉnh, đốt lên thái cổ ma cầm truyền thừa trong huyết mạch. Tới đây thì thủ án cũng được hóa giải. Thanh lân ưng cũng để lại con của mình chỗ Liễu Thần, như vậy là sau này con chim nhỏ sẽ ở Thạch Thôn rồi. Điều này khiến Thạch Hạo vô cùng vui mừng. Nhìn vào đường vân đang không ngừng biến hóa trên cổ, Thạch Hạo rất nhanh đã ngộ ra được thanh lân ưng bảo thuật. Tộc trưởng nhìn thấy cảnh tượng này cũng tấm tắc khen ngợi, thiên phú quả thật kinh người. Tin tức quái vật toàn nghề trong sơn mạch sắp chết ra được truyền tới. Vừa nghe xong, tộc trưởng liền cảm thấy mùi thời cơ tới rồi. Đây chính là bá chủ sơn mạch toàn nghề, không chỉ có con người, ngay cả những ma thú khác cũng đều chú ý tới. Thọ nguyên của toàn nghề gần cạn kiệt, bảo thể của nó chắc chắn sẽ thu hút hung thú từ khắp nơi tới. Cho nên, đám thợ săn được phái đi lấy bảo huyết nhất định phải cẩn thận. Trong khi đội thợ săn tiến về nơi ở của toàn nghề thì Thạch Hạo cũng đã âm thầm bám đuôi, nhưng rất nhanh đã bị bại lộ hành tùng.
không còn cách nào khác, cậu đành nói ra tâm ý của mình. Hiện tại người cũng đã đến rồi, hơn nữa đường về còn quá xa, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm bất chắc, cho nên mọi người liền đồng ý để Thạch Hạo đi cùng. Lúc này vị trí toàn nghề bỏ mạng đã ở trước mặt, chỉ cần qua khỏi cây cầu là sẽ tới nơi. Tuy nhiên người đến không chỉ có riêng bọn họ, nơi đây còn rất nhiều ma thú khác cũng đang canh chừng. Sự xuất hiện của nhóm người Thạch Thôn khiến hai con quái vật tỉnh giấc. Và thế là cả đám bị truy đuổi gắt gao. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ không thể chạy thoát. Thạch Hạo quyết định ở lại cắt đuôi bọn chúng, một chiêu đánh ra khiến cây cầu bị sập, hai con yêu thú bị rơi xuống dưới vực. Thạch Hạo may mắn bám được vào tảng đá và sống sót, chỉ là cây cầu đã bị đánh sập nên cậu không thể đi qua hội tụ với mọi người. Không còn cách nào khác, mọi người đành quay về tìm Thanh Lân Ưng. Mọi người vừa đi chưa được bao lâu, hai con quái thú lại từ dưới vực bay lên. Thấy vậy, Thạch Hạo liền chua là thượng sách. Cậu lặng lẽ đi tới nơi của toàn nghề. Tại đó đang xảy ra đại chiến giữa đám quái vật, đặc biệt là sự xuất hiện của một con kinh không biến dị có cánh với Ngưu Ma Vương. Không phải Ngưu Ma Vương này, mà là Ngưu Ma Vương này. Châu bò đánh nhau rồi mỗi chết, Thạch Hạo ở xung quanh suýt bị vạ lầy. Cũng may Thanh Lân Ưng xuất hiện mang cậu rời đi. Đúng lúc này toàn nghề tưởng như đã chết lại một lần nữa đứng dậy. Chỉ với một chiêu tung ra đã khiến Ngưu Ma Vương và kinh công về với đất mẹ. Thậm chí Thanh Lân Ưng đứng phía xa cũng bị thổi bay ra xàm. Xong chuyện, thân hình của toàn nghề cũng đã ngã xuống, khí tức sinh mệnh biến mất một cách nhanh chóng. Thạch Hạo vui mừng, không ngờ rằng bảo thể của toàn nghề cuối cùng lại bị mình đoạt được. Tuy nhiên, ngay khi sắp về với Thạch Thôn thì Thanh Lân Ưng không tự chủ được rơi xuống đất. Hóa ra nó cũng trúng phải khí độc của toàn nghề. Lần này coi như nguy rồi, Thạch Hạo vừa định về thôn tìm người trợ giúp thì đã bị phục kích. Phía xa xa xuất hiện một đám người. Bọn chúng không chào hỏi câu nào đã xuất thủ bắn về phía Thạch Hạo vô số cung tên. Đám người vừa động thủ là người của Bái Thôn do Bái Phong cầm đầu. Mục tiêu của hắn ta nhắm tới cũng là thi thể của toàn nghề. Hành động cướp đồi trắng trợn như vậy, đương nhiên Thạch Hạo sẽ không đồng ý rồi. Rất nhanh đôi bên bắt đầu động thủ chứ không động khẩu. Bái Phong bị đập cho ra bã, chỉ là hắn lại luồn lẹo cầu xin tha mạng, khiến Thạch Hạo động tâm. Nhân cơ hội Nam Chính không để ý, hắn ta lập tức ra tay đánh lén. Tức giận vì chuyện này, Thạch Hạo lao lên tấn công liên tục, khiến tên Bái Phong về với đất mẹ luôn. Trong lúc còn bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên giết người thì đám thuộc hạ của Bái Phong đồng loạt giơ cung tên, chuẩn bị động thủ. May mắn đội thợ săn của Thạch Thôn xuất hiện kịp lúc, hạ gục đám người bên kia trong nháy mắt. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong thì một giọng nói ngông cuồng khác vang lên. Phía bầu trời xuất hiện dị tượng, thì ra là tế linh của Bái Thôn cũng đã tới. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời mọi người đón xem tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!